Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đến với Make Vietnamese Easier. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ làm quen với một số câu giao tiếp cần thiết khi đi du lịch ở Việt Nam nhé. Chủ đề hôm nay rất thú vị và hữu ích cho mọi người, nên mọi người hãy tập trung. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với các từ vựng trước. Phần từ vựng bài này cũng là những món ăn chúng mình muốn giới thiệu đến các bạn khi các bạn đặt chân đến Việt Nam. Mình sẽ đọc từ vựng hai lần để các bạn nghe rõ về dấu câu và cách phát âm nha. Bún đậu mắm tôm. Bún đậu mắm tôm. Bún đậu mắm tôm là món ăn nổi tiếng ở miền Bắc. Cơm tấm. Cơm tấm. Cơm tấm với trứng là phiên bản đơn giản nhất của món ăn này. Phở bò. Phở bò. Phở bò là một món ngon truyền thống của Việt Nam mà bạn nên thử. Gỏi cuốn. Gỏi cuốn. Gỏi cuốn vừa ngon lại vừa rẻ. Thịt kho hột vịt. Thịt kho hột vịt. Thịt kho hột vịt là món ăn truyền thống ngày Tết của Việt Nam. Trà đá. Trà đá. Hoa cảm thấy khát và bạn ấy muốn uống một cốc trà đá. Sinh tố. Sinh tố. Sinh tố hoa quả là thức uống bổ dưỡng nhất. Trà sữa. Trà sữa. Đồ uống yêu thích của mình là trà sữa. Cà phê sữa. Cà phê sữa. Cà phê sữa của Việt Nam nổi tiếng toàn cầu. Nước mía. Nước mía. Nước mía có vị ngọt thanh. Chúng ta đã xong phần từ vựng, bây giờ mình sẽ đến với phần ngữ pháp. Để khẳng định, ta có công thức. Tôi muốn ăn món ăn. Tôi muốn ăn bún đậu mắm tôm. Tôi muốn uống thức uống. Tôi muốn uống trà sữa. Công thức này ta dùng để khẳng định mình muốn ăn hay muốn uống gì. Phủ định, ta có công thức. Tôi không muốn ăn món ăn. Tôi không muốn ăn thịt kho hột vịt. Tôi không muốn uống thức uống. Tôi không muốn uống sinh tố. Đây là công thức ta dùng để khẳng định mình không muốn ăn hay uống gì. Các dạng câu nghi vấn liên quan đến chủ đề. Ta có: bạn muốn ăn món ăn không? Bạn muốn uống thức uống không? Bạn muốn ăn gỏi cuốn không? Bạn muốn uống nước mía không? Gần đây có bán món ăn không? Gần đây có bán thức uống không? Gần đây có bán cơm tấm không? Món này có giá bao nhiêu? Trả lời: 15.000 đồng. Món ăn có giá bao nhiêu? Thức uống có giá bao nhiêu? Cà phê sữa có giá bao nhiêu? Bún đậu mắm tôm có giá bao nhiêu? Đây là món gì? Trả lời: đây là món canh chua cá lóc. Ở đây có món gì ngon không? Có trà sữa và bún bò. Ở địa điểm có món gì ngon không? Ở Hà Nội có món gì ngon không? Ở Huế có món gì ngon không? Bây giờ ta đến với phần bài tập về nhà.
Các bạn hãy truy cập vào link chúng mình để sẵn để có thể làm bài. Đầu tiên là phần nghe. Bài 1, mọi người sẽ nghe mình đọc qua một đoạn hội thoại, sau đó điền những từ còn thiếu vào chỗ trống. Bài đầu tiên. A. Xin chào. B. Xin chào, bạn muốn ăn gì không? A. Tôi muốn ăn gỏi cuốn. Gần đây có bán gỏi cuốn không? B. Có, nó ở đường Dân Chủ. A. Gỏi cuốn có giá bao nhiêu? B. Một cuốn 4.000 đồng. Mình cùng đi nhé. Bài 2, mọi người sẽ nghe mình đọc qua một đoạn hội thoại, sau đó chọn đáp án đúng ở các câu hỏi trắc nghiệm. Bài 2. Mary, ở Việt Nam có món gì ngon không? John, tôi đã từng ăn bánh chưng ngày Tết và uống nước dừa. Cả hai món đều rất ngon. Mary, tôi muốn uống nước dừa khi đến Việt Nam. John, nước dừa rất rẻ, một trái có giá 7.000 đồng. Câu hỏi đầu tiên, John nghĩ món ăn Việt Nam nào ngon? Câu hỏi thứ hai, Mary muốn ăn, uống món gì khi đến Việt Nam? Sau đây sẽ là phần viết, các bạn đọc và điền vào chỗ trống. Và đây là bài tập đọc. Các bạn sẽ nghe mình đọc đoạn văn dưới đây và thực hiện yêu cầu câu hỏi. Phở, một trong những món ăn truyền thống phổ biến nhất ở Việt Nam, có thể thấy ở khắp mọi nơi, từ những quán ăn vỉa hè tới những khách sạn sang trọng. Phở thường ăn kèm với chanh cắt lát, ớt đỏ tươi, giá đỗ và tương ớt. Câu hỏi đầu tiên, phở là món ăn truyền thống ở Việt Nam phải không? Câu hỏi thứ hai, nối những từ hoặc cụm từ dưới đây với nghĩa tương ứng của chúng. Và bài học của chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Các bạn nhớ truy cập vào link chúng mình để sẵn để có thể làm bài tập. Chào các bạn và hẹn gặp các bạn vào ngày mai.